Rồi, hello. Úc Nông Dân mến chào các bạn ha. Thì tình hình là mũ này chút xíu nữa công vô người ta cuốn, người ta vũ, ta kéo ta vũ, người ta mua các bạn ơi. Thì cái này thì bán cho người ta thì tự người ta tới người ta kéo vũ ha. Rồi sạch sẽ rồi bắt đầu ship lại, điếm tấm tính tiền nha các bạn. Thì ở đây là giờ mũ này không xài nữa. Mình bán để cho cái vườn nó trống trải, nó sạch sẽ ha, chứ không có để ú ú như vậy nha các bạn. Nó ở đây cũng lụp sụp quá mà chưa có bán ha. Thì nay sầu riêng thấy nó cũng ổn rồi, quyết định thôi bán luôn cho dọn vườn luôn các bạn ơi. Thì sẵn cũng quay cái video clip chia sẻ cái vấn đề này, thì mình nghĩ chắc có nhiều anh em để anh em thắc mắc ha. Đó, thì ở đây thì video này thì nó có ba cái ý chính như thế này mà mình chia sẻ, thì mình cũng mong giúp được cho những anh em mới làm ha, mình giải đáp thắc mắc cũng như mình có thể mình mạnh dạn mình làm áp dụng trên vườn mình cho nó đạt ha các bạn. Đó. Đây vấn đề thứ nhất là ở đây là cái mình cho gọi là cái câu hỏi thứ nhất đi nha các bạn, thì các bạn dễ nắm ha. Cái câu hỏi thứ nhất là nếu mà cái bông sầu riêng của các bạn nó chuẩn bị vú bò, nó đang giai đoạn vú bò, chuẩn bị nứt đít ha, đang chuẩn bị nứt và nó sắp sổ nhị nó, hoặc là trong cái giai đoạn mà cái cây sầu riêng, bông sầu riêng của mình nó đang sổ nhị mà gặp cái tình trạng mà áp thấp nhiệt đới hay gì mưa bão gì các bạn, mưa dầm liên tục ha, suốt ngày đêm ha, kéo dài 2-3 ngày liên tục ha, đó. Thì có nên kéo mũ lại hay không? Đó, đó là cái câu hỏi thứ nhất ha. Rồi cái câu hỏi thứ hai ở đây là nếu mà quyết định đậy mũ thì cái cách đậy mũ như thế nào cho nó đúng ha, cho nó tránh được cái hiện tượng mà cái cây sầu riêng của mình nó bị hầm ha các bạn, dẫn đến cái hiện tượng mà nó sốc nhiệt ha, sau khi các bạn dỡ mũ ra ha. Đó, cái đó là cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi thứ ba mà nếu mà đậy như thế thì thời gian bao lâu, thời gian bao lâu hoặc trái như thế nào mình có thể dỡ mũ ra được an toàn, đảm bảo được cái số lượng trái nó đậu trên cây, nó đậu nhiều mà nó không không bị rụng do hiện tượng chúng ta tưới nước sau này ha. Rồi, đó là ba cái câu hỏi chính mà mình nghĩ là mình sẽ giúp được cho các những anh em mới làm ha. Rồi, bây giờ bước vào cái chủ đề video này ha các bạn, thì mình sẽ giải đáp trả lời hết những cái ba cái câu hỏi nãy ha. Thì giải đáp thắc mắc thì cũng mong được các bạn ủng hộ ha video ha, để mình tìm những cái nào thắc mắc cho nó không ai chia sẻ mà mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Cũng mong được sự ủng hộ kênh ha các bạn để có động lực ha. Rồi ok, thì cái câu hỏi thứ nhất là mình sẽ trả lời như thế này, thì khi mà sầu riêng của chúng ta nó đang sổ nhị á, thì có nên đậy mũ lại hay không? Thì cái câu trả lời ở đây là sẽ có nha các bạn. Thực tế trên cái vườn mình thì năm nào mà làm mùa nghịch thì các bạn biết cái đó, thời tiết nó sẽ không bao giờ thuận lợi ha, mưa gió thất thường ha, đặc biệt là vô những cái tháng mùa mưa ha, mưa dầm, mưa liên tục, mưa rất là nhiều, thì bắt buộc ở đây thì vườn mình năm nào cũng sẽ có mũ kéo mũ lại nha các bạn. Tại vì thường khi là sổ nhị thì năm nào cũng dính mưa cho mưa dầm ha, 2-3 ngày liên tục ha. Nè, ho quá các bạn, bệnh nè. Thì mình sẽ kéo mũ lại ha. Đó, rồi cái đó là bắt buộc các bạn phải kéo mũ lại ha. Rồi mà tại sao kéo mũ lại các bạn? Đó, mình tại sao bắt buộc phải kéo mũ, thì tại vì cái các bạn biết rồi đó, cái cây sầu riêng mà nó trong giai đoạn mà nó nở hoa sổ nhị á, thì cái lượng nước nó cần rất ít đó các bạn, nó sẽ giảm 70% lượng nước thông thường khi các bạn tưới ha. Có nghĩa là trong cái giai đoạn mà bông nó nở thì nó chỉ cần 30% lượng nước so với thông thường thôi, còn lại là 70% lượng nước là nó sẽ không cần ha. Nếu mà các bạn tưới nhiều quá trong giai đoạn này thì cái bông của các bạn nó sẽ không đậu trái ha, nó dư nước thì nó sẽ ôi và nó không đậu trái ha.
đó là chỉ cần tưới giữ ẩm hàng ngày là ok ha, không tưới nước nhiều, bởi vì lẽ đó mà khi mà gặp mưa dầm như thế thì mưa liên tục thì cái độ ẩm ẩm độ nó quá cao và lượng nước nó xuống cái mô đất sầu riêng của mình nó quá nhiều, gây hiện tượng rụng bông ha, rụng trái non ha các bạn, trái sẽ không đậu, bởi vì lý do đó là mình phải kéo mũ lại để hạn chế cái lượng nước mưa xuống gốc ha, đó cũng như hạn chế được cái sự hút nước của cái cây ha các bạn. Đó đó là cái nguyên nhân chính là tại sao mình phải kéo mũ lại ha. Đó. Còn cái hiện tượng mà nước mưa mình ướt ướt cái bông cái trái của các bạn thì cái đó là mình phải chịu rồi, mình phải chấp nhận. Ở trên thì các bạn có thể dùng thuốc được, các bạn rửa ha, các bạn hỗ trợ thêm ha, thì tùy trong cái giai đoạn mà các bạn rửa ha, còn nếu mà đang sử nhị thì các bạn không được rửa ha. Đó đó là cái đó là giải đáp cái câu thắc mắc thứ nhất ha. Cái thắc mắc thứ hai, thắc mắc thứ hai ở đây là cái gì các bạn? Thắc mắc thứ hai là cái cách mà mình đậy mũ ha, mình đậy mũ làm sao cho mai mốt mà mình dở ra nó không bị sốc nhiệt ha các bạn. Đó, nó không bị sốc nhiệt cũng như nó không bị tức mình ha. Đó. Thì nếu mà các bạn biết là nó bị cây sầu riêng mình nó đang trái nó nhỏ cỡ này ha, thì mà hiện tượng mà thời tiết đang thay đổi thất thường đột ngột ha, mà đang khô vậy ha, cái mô đất sầu riêng mình nó đang khô mà nó dập một đám mưa, ví dụ như dập một đám mưa thiệt là lớn ha, thì bảo đảm qua ngày sau các bạn ra thăm vườn các bạn thấy khác liền, nó rụng lả tả như dâu ghê vậy các bạn. Đó đó thì đây mình sẽ chia sẻ cái cách mà mình đậy ở đây ha. Đậy đây thì các bạn cứ kéo mũ lại bình thường, nhưng mà các bạn không cần đậy kín như khi các bạn xử lý ra hoa ha. Các bạn chỉ cần đậy 7 phần kính 3 phần hở hoặc là 6 phần kính 4 phần hở ha. Các bạn phải chừa cho nó có cái không gian mà nó cái cây của mình, cái gốc mô sầu riêng mình nó có thể nó thoát nhiệt được ra, nó tỏ nhiệt được ra ngoài ha. Nó sẽ mát đỡ cái hiện tượng mà nó hầm nó nóng ha. Với lại cái nguyên nhân cái thứ hai nữa là thì các bạn sẽ ở đây thời đậy là chỉ hạn chế cái lượng nước nó xuống thôi nha, xuống mô xuống gốc sầu riêng thôi nha, chứ không thể các bạn không nên mà đậy kín mít để 100% lượng nước không thể nào nó xuống được cái mô là không được nha. Phải cho nó có khoảng cái lượng nước mưa nó xuống nó khoảng 20-30% nó thấm xuống cái mô mình, thì lúc đó cái mô mình nó sẽ được giữ ẩm và nó sẽ mát mô và nó không có gây hiện tượng sốc nhiệt ha. Đó là cái cách mình đậy, tại sao mình phải chừa cho nó hở 7 phần đậy mà 3 phần hở hay vậy ha các bạn. Đó là cái lý do cũng như cái cách đậy ha. Đó, để mình giảm được cái hiện tượng mà nó quá khô, cái mô quá khô sau khi mình dở ra mình tưới nước liền thì hoặc là mưa dầm thì nó sẽ bị rụng ha. Đó là cái cách thức đậy ha. Đó. Cái ý thứ ba ở đây là mình chia sẻ chia sẻ nữa là rồi đậy tới bao lâu là có thể dở mũ ra ha. Đó, hoặc là mình nhìn theo cái trái cỡ nào mà mình dở mũ nó an toàn là cái quá trình đậy mũ giữ trái của mình thành công ha. Đó, cái đó là cái mấu chốt của vấn đề mà nó quyết định được cái năng suất cũng như cái công mà các bạn bỏ ra ha. Mình bỏ ra rồi mình phải thu lại được nhiều hơn nhiều hơn để tự nhiên nha các bạn. Chứ các bạn đậy mà nó rụng còn nhiều hơn mà những ông không đậy nữa là các bạn nó không có hiệu quả nữa, nó còn phí thời gian công sức của mình nữa rồi lúc đó là không chấp nhận được nha các bạn. Đó. Bây giờ thời điểm lúc nào mà mình dở ra được nó an toàn ha. Rồi cái thời điểm thứ nhất là khi nào các bạn, khi là cái thời tiết nó ổn định trở lại, có nắng nhẹ trở lại, có nắng ấm nhẹ trở lại và cái hiện tượng nó hết cái vô cái đợt mưa bão ha, mưa nó sẽ phải ngưng ha, mưa phải ngưng phải tầm 2-3 ngày. Thì khi nào mà các bạn đảm bảo được cái thời tiết nó ổn định như thế thì các bạn có thể dở mũ ra là nó bệnh quá trời rồi các bạn ơi. Nấu càng nhiều càng ho, bạn thông cảm ha. Đó, khi mà các bạn đảm bảo cái thời tiết mà có nắng ha, thời tiết ổn định trở lại không mưa thì các bạn có thể dở ra. Và các bạn
không nên tưới liền ha, và có thể để cái mô sầu riêng của mình qua ngày sau mình tưới sớm các bạn, để cho nó tránh hiện tượng mà nó sốc nhiệt ha sau khi giã mũ ha. Đó. Và tưới nhẹ tăng cái lượng nước lên từ từ cho cái cây của mình nó quen ha. Đó, đó là cái cách mà mình chống sốc trên cái vườn sầu riêng của mình đang giai đoạn sầu nhị ha. Đó. Rồi có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment bên dưới thêm ha. Rồi đây mình sẽ quay cái cây sầu riêng của mình để mình kiểm chứng là cái kết quả sau cái thời gian mà mình đậy, cũng như đến nay là mình quyết định mình dỡ ha. Dỡ hôm nay cũng lâu rồi hết các bạn. Đó. Thì coi có cái hiệu quả thực tế không ha. Đó. Thì nó có kênh của Út Nông Dân là nói có sách mách chứng là phải quay thực tế cho các bạn chứ không có nói lý thuyết suông ha. Đó. Quay cho anh em coi cái hiệu quả đậu trái của nó như thế nào ha. Đó. Đó các bạn, đây. Nó vẫn rụng ha. Nhưng mà cái tỷ lệ đậu trái của trên cây nó còn rất là nhiều. Hôm nay là dính là mưa liên tục các bạn ơi, 5-6 cây mưa ha. Nhưng mà các bạn thấy ha. Tái này là gì? Ok, dư để thôi chứ không bao giờ thiếu nha các bạn. Đó. Tới cái này là nó nằm trong cái ngưỡng an toàn ha các bạn. Đó. Đó, mai mốt tái lớn thì bước qua cái giai đoạn mà mình tỉa tái ha. Đó. Quay cho anh em coi ha. Đó. Quay tối quá cũng là trên cây thì các bạn cũng thông cảm ha. Đó. Đấy, lớn rồi nha các bạn, cái ngọn lúc nào nó cũng đẹp ha. Đó. Quay sơ lược cho các bạn coi. Là ngoài cái cách mà mình đậy bổ là mình giữ trái ha, cho các bạn mạnh dạn mình làm ha. Đó. Cách thì mình lúc nào mình cũng chia sẻ theo cái kinh nghiệm và cái quan điểm cá nhân của mình nha các bạn. Đó. Thì cái này các bạn đậy thì ở trên thì các bạn cứ kết hợp đi cái bộ đồ trái ha. Đó. Cho cái trái mình nó xanh, nó đẹp và nó lớn nhanh thì nó sẽ giảm cái hiện tượng mà nó rụng trái, nó sẽ đậu nhiều thôi các bạn. Đó. Trên thì tối quá chứ các bạn không thấy rõ ha. Đó. Đó, vậy thôi các bạn. Đó. Cũng không có gì ha. Đó. Rồi video của công nhân đến đây kết thúc ha. Rồi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.